em thích một nửa, cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều không em? Dạ không. Xăm mình, ví dụ mà xăm mông thì được. Hả? Có nghĩa xăm mông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà ngoài người ngoài thấy là không được. Nếu mà xăm mông á mà bạn gái nó cho phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Đồ quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông ra. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ người ta nghi ngờ mình phải khẳng định. Tại sao là mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bằng đồ thấy nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho em chọn áo em nè. Anh đem tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ.